Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 10, Hùng điều khiển xe máy chở theo Phong trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và nhìn thấy hai người nước ngoài chuẩn bị băng qua đường. Hùng đã áp sát để Phong giật sợi dây chuyền trên cổ của anh Faner Sacha, quốc tịch Đức và bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận 1 đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng. Qua xác minh, cả hai đối tượng đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Rạng sáng ngày 18 tháng 10 trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 74C10916 chưa rõ danh tính người điều khiển khi lưu thông qua địa bàn xã Nam Bình, huyện Đắk Song thì bất ngờ mất lái lao xuống mương nước. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương, xe bán tải hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do đêm khuya tài xế mất lái, xe lao xuống suối trong tình trạng bị lật. Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Trước đó, khi tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Roar 2 ở thị xã Cai Lậy do Nguyễn Thị Ngọc S đứng tên giấy phép kinh doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng gồm Phùng Thị Nhớ, Trương Thanh Tuân, Trần Hữu Nhân cùng ngụ tại huyện Cai Lậy, Võ Thị Ái, Nguyễn Thị Hồng Phương, Trần Ngọc Tiên cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng mua ma túy tại quán và mang vào phòng hát sử dụng.